Tina ơi, Tina ngồi chơi ngoan á. Chờ mẹ chút xíu rồi mẹ đi lấy đồ đi tắm cho Tina nhá. Chưa? Tina không chờ mẹ ra tắm nha Tina, mà Tina tắm trước ha. Ơi Tina không chờ mẹ tắm cho mà Tina ra tắm trước vậy nè. Hả? Bơi đi là ra tắm trước hả? Để mẹ tắm Tina nha. Không sợ nhá, không sợ hả? Tiếng ô tô hả con? Rồi, không sợ từ nào nhá. Thôi đi mẹ lau cho, con không lấy vải đâu. Cái này là đi nè. Sao đấy Tina? Hả? Mẹ làm cho con thoải mái quá rồi con buồn ngủ hả? Xong rồi Tina ơi. Rồi Tina ngồi đây nha. Để mẹ đi vứt bông tăm đi rồi mẹ lấy áo Tina mặc nha. À, Tina chơi đây, đây bóng Tina này. Rồi bóng con này. Đây. Nè, con cầm hết. Chơi đi. Tina ơi, sao Tina lại cầm váy ra đây? Tina thích mặc váy này à? Mẹ lấy áo cho Tina mặc mà. Hả? Tina, Tina, để mẹ cắt váy đi nha, rồi mẹ mặc áo Tina nha, nhá. Mẹ cắt đi nào. À không chịu à? Không chịu à? Muốn mặc váy có bông hoa hả? Hả? Vậy để mẹ mặc cho Tina nhá. Nha. Quần áo mẹ để cắt đi nhá. Mẹ bé. Rồi, thì mẹ mặc váy cho Tina nha. Tina thích mặc váy đấy. Này, Tina mặc váy xinh quá đúng không? Nên Tina thích mặc hả? Hả? Tina giỏi quá. Tina muốn mặc váy, Tina tự đi lấy váy mặc hả? Xinh chưa? Với cái hoa này đẹp chưa? Ừ. Xinh quá. Rồi, mẹ biết Tina đi pha sữa nhé. Được chưa? Ừ. Ừ. Đây. Đây xinh cho mẹ. Đúng không? Ăn đi nhá, ăn đi, mẹ pha sữa Tina uống nhá. Ăn đi. Ê, mẹ pha sữa Tina uống nha. Đây của con. Đây. Này cầm đấy. Cầm bé mẹ này. Rồi. Này, có thế nào nào? Tay Tina cầm nhá. Đúng rồi. Đấy, đúng rồi. Mẹ sẽ hỗ trợ cho Tina một thời gian nha. Khi Tina thạo rồi Tina tự cầm uống nhá. Đúng rồi, đỡ đấy, đỡ đấy, đỡ. Giỏi quá nhỉ, cố gắng lên coi. Cố gắng lên. Uống đi, uống đi. Sao? Tina giúp, để giúp đã nhá. Để giúp nhá. Rồi. Hết thôi. Còn có chút xíu thôi. Rồi, hết rồi con. Hết rồi. Tina mẹ giỏi lắm nha. Nào, mẹ truyền nguồn Tina. Đây, giỏi quá. Đúng không? Nào. Giỏi chưa? Tina mẹ giỏi chưa? Ừ, bé đẹp đấy hả? Hả? Bé đẹp vậy coi mẹ coi nào. Có cái bụng nè. Có cái bụng no nè. Ừ? Mẹ coi cái bụng no nè. Ui, chì cái bụng no ấy. Ê. Bé đẹp của con đấy. Con rút cái đai ra vậy hả? Để mẹ cài đai đấy. Đai dễ thương lắm. Mẹ đai xong này thì ra rồi đấy. Còn cái bụng này, cái bụng bự này. Ừ. Con uống sữa thấy ngon lắm đúng không? Ừ. Đúng không? Thôi không ăn đấy, nha, no bụng rồi không ăn đấy. Chơi với mẹ chút thôi. Nè. Ừ. Đấy. Có thích sờ bông tai mẹ đó không? Ừ. À, Tina đứng lên, Tina đứng lên, Tina bắt chế với mẹ nè. Tina đứng lên bắt chế với mẹ nha. Nha. Đứng lên bắt chế với mẹ đi. Ừ.